Được cấp bằng tiến sĩ giáo dục chỉ với 4 lần sang Malaysia, mỗi lần 2 ngày, sau khi theo học chương trình giáo dục từ xa tại một trường đại học của nước này. Đây chỉ là một trong số hàng chục nghìn trường hợp văn bằng có yếu tố quốc tế bị từ chối công nhận ở Việt Nam. Anh Vũ Ngọc Hà, chuyên viên Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có rất nhiều lý do dẫn đến quyết định này. Trong đó, số văn bằng không đảm bảo chất lượng đào tạo chiếm đa số. Trong những trường hợp này là người ta học tại Việt Nam này, do những trường Greenfield của Singapore tổ chức giảng dạy ở Việt Nam, nhưng mà trường này thì cũng không được Bộ Giáo dục cho phép tổ chức giảng dạy ở Việt Nam, và cái trường này người ta cũng không được công nhận tại cái nước cấp bằng này, nước quản lý cái cơ sở đào tạo này. Còn đây là trường hợp học sinh du học tại một trường ở Singapore, văn bằng cấp cho em chỉ là cao đẳng, khác với lời hứa hẹn là một tấm bằng đại học nước ngoài. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng cho biết những trường hợp tương tự như vậy rất nhiều, do thiếu thông tin hoặc thậm chí là bị lừa. Không ít gia đình đã đưa con em mình đi du học ở các trường chất lượng không đảm bảo, không được cơ quan giáo dục ở nước sở tại cấp giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp này là người học đã chọn cái trường Northern Virginia ở Hoa Kỳ và lại học tại Singapore, và cái trường này nó không có trong danh sách các trường mà được kiểm định cũng như là được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận, thì người ta sẽ không được công nhận. Trường hợp này là cũng như vậy, là học tại trường quốc tế Adam, và cái trường này thì cũng có trong danh sách đen mà đã được báo Tuổi Trẻ người ta có đăng. Theo như tôi biết thì là do các trung tâm tư vấn chọn hộ, họ không biết họ học trình độ đấy là sẽ ra là sẽ về Việt Nam sẽ tương đương trình độ gì, và họ cũng không biết được là cái trường đấy là có được cái nước đấy công nhận, nước đó hoặc là quốc tế công nhận hay không. Cục Quản lý Chất lượng cũng phát hiện không ít trường hợp đến xin được công nhận văn bằng quốc tế, nhưng khi kiểm tra thông tin thì lại là bằng giả. Điều đáng lo ngại là những bằng này có thể mua dễ dàng ngay trên các chợ bán văn bằng giả online mà ai cũng có thể tiếp cận, miễn là có tiền. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng sẽ có những hướng dẫn chi tiết hơn với những ai vô tình học những cái chương trình kém chất lượng hoặc là không được công nhận ngay sau đây. Cái lời khuyên của tôi đối với những người mà có cái dự định du học nước ngoài thì thứ nhất là họ phải kiểm tra cái trường đấy, cái chương trình đấy có được kiểm định hay là được cái cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo bằng hay không. Ta có thể tra trực tiếp ở trong cái các trang thông tin điện tử của các cái nước ở đó, tức là của những cơ quan quản lý ở nước đó. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải cực kỳ lưu ý là những cái trước cái lời mời học có những từ xa. Cái thứ ba nữa là cái việc mà liên kết đào tạo phải lưu ý những chương trình mà quảng cáo không cần được đầu vào. Đối với những chương trình đào tạo của nước ngoài, họ quảng cáo một cái thời gian thời lượng học tập quá ngắn thì chúng ta cũng phải hết sức là cân nhắc. Tối thiểu một chương trình đào tạo đại học ở nước ngoài, ở các nước nước châu ấy, thì phải là 3 năm. Hiện Cục Quản lý Chất lượng đang trong quá trình hoàn thiện trang web cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục đại học được công nhận trên thế giới, hệ thống giáo dục, khung trình độ của các quốc gia, với hy vọng là cung cấp thêm thông tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước cho các bậc phụ huynh và các học sinh tham khảo trước khi đưa ra quyết định chọn trường.